Đây là cách tôi sử dụng hai màn hình để làm việc. Anh em có thể mở một file AutoCAD bất kỳ và bên kia là một file AutoCAD khác làm việc cùng lúc, cùng một CPU, cùng một phiên bản AutoCAD. Anh em xem này, đây là một cái mặt bằng này. Đó. Còn đây bên này, màn hình bên này là một cái mặt vị khác nhá, hoàn toàn mặt cắt cái chi tiết này. Đó, chi tiết căn hộ. Làm nào để chúng ta có thể làm được cái điều này? Bình thường khi mà anh em làm việc với AutoCAD, ví dụ anh em mở hai file lên nhé, tôi mở file kia chi tiết này. Bây giờ chúng ta có hai file từ với cả hai file tab này, mặt bằng này, chi tiết này. Nếu như anh em muốn nó thành hai cái ở trên taskbar thì anh em dùng biến taskbar, sau đó cho nó về một thì nó sẽ có hai tab như này, anh em thấy chưa? Có hai tab nhé. Tuy nhiên thì nếu như anh em có hai màn hình mà anh em muốn chuyển nó sang cái kia thì đầu tiên tôi cũng nghĩ là nó chuyển được, nhưng mà không phải. Nếu như anh em chuyển nhé, ví dụ anh em chọn cái này, chọn cái này, sau đó anh em chuyển nhé, kéo này, kéo sang bên kia này, kéo này, kéo này, nhả này, full này, đó thì bây giờ nó sang cả hai. Bình thường thì chúng ta sẽ không làm được một cái mặt bằng bên này và một cái chi tiết bên này. Trước tiên để làm việc được với hai màn hình thì tất nhiên anh em phải đầu tư hai cam hình và một cái CPU, thì đâu đó thì anh em có thể kiểm tra cái kết nối của anh em nhé, miễn làm sao anh em cho được cái màn hình này nó kết nối được với cả cái case cái CPU của chúng ta. Thông thường thì nó sẽ có kiểu như này, nếu như anh em phát hiện ra mà nó không cắm được ấy, thì anh em có thể mua một cái bộ chuyển đổi cái chỗ cắm của anh em là DVI ấy, thì anh em sẽ mua cái cắp này chuyển sang về ga, hoặc là anh em có thể mua cái cáp cũng là DVI sang VA. Nhưng mà anh em lưu ý là nó có hai loại nhé, một loại là 24 cộng 1 là 24 cái chấm này này và một cái ngang như này, còn loại thứ hai là anh em thấy là cũng 24 nhưng mà ở chỗ này không phải một nữa mà là 5 cái chân. Nó có hai loại, một loại là 24 cộng 1, 24 cộng 5, hoặc là có thể có những loại nữa thì tôi cũng không rõ. Tóm lại là có thể anh em sẽ phải mua một cái chuyển đổi như này, DVI sang VGA hoặc là HDMI sang VGA để có thể cắm được cái màn hình vào cái cây của anh em nhé. Rồi bước tiếp theo để setup màn hình ấy thì anh em làm sao? Anh em chuột phải vào màn hình này, xong đó anh em vào Display Setting này. Ở đây nó sẽ xuất hiện hai cái như này. Thì ở đây tôi đã cài đặt cho cái màn hình số 2 này là nó dạng là dọc. Dạng dọc này thì nó khá hữu ích trong trường hợp mà chúng ta đọc báo hoặc là viết code hoặc là quay video ngắn dạng dọc trên các nền tảng á. Thì nếu như anh em làm cái công việc này thì anh em nên xoay nó thành dọc, còn không thì anh em để hai ngang. Thì xoay này thì anh em bấm vào nó nhé, rất dễ thôi, anh em kéo xuống dưới này, anh em chọn cái này là landscape để ngang này, còn portrait là để đứng, đơn giản vậy thôi. Sau khi mà anh em chỉnh cái chiều này xong thì nó sẽ có thể là như thế này này. Đó, bên dưới này thì chúng ta có một cái lựa chọn là multi display, tức là anh em có thể chọn cái duplicate là để hai cái hình nó giống hệt nhau, còn extend là hai cái hình nó khác nhau. Cái này có thể một chương trình này, cái này có thể một chương trình khác. Ví dụ anh em có thể mở một màn hình là Excel, một màn hình là CAD, hoặc là một màn hình là một cái file CAD này, một màn hình là một file CAD khác. Đó. Còn cái này là chỉ mở cái màn hình một, cái này chỉ mở màn hình hai. Nó cái này thì tương đương với cả chúng tắt là cửa sổ cũng P anh em nhé, cửa sổ cũng P này, nó sẽ xuất hiện cái này. Thì anh em chọn PC Only này thì làm chỉ dùng cái màn hình này như thế này. Đó, cái màn hình dọc nó tắt rồi đúng không? Hoặc là em bấm Extend. Xten nó thì cam hình dọc thứ hai nó lại hiện lên đúng không? Đó thì đơn giản như vậy thôi, phím tắt là cửa sổ P anh em nhé. Nếu như anh em muốn lấy cái màn hình nào là mình chính ấy, thì anh em chọn nó này, sau đó anh em bấm vào đây. Đấy, ở đây tôi đã chọn cái một là mình chính rồi thì nó mờ đi, bây giờ để anh em chọn hai mình chính nhé, bấm đây đó thì nó sẽ thành hai mình chính anh thấy không? Cái desktop nó rất là lòng vàng, nó chuyển sang như này. Bây giờ chúng ta chuyển về một này, bấm đây đó thì tất cả những cái mà màn hình chính ấy nó là có tất cả icon trên desktop, còn màn hình phụ thì mặc định là nó không có. Tiếp theo là anh em muốn xếp thứ tự nhé, ví dụ bây giờ nó đang thuận chiều từ trái sang phải là số 1 đến số 2, màn hình ngang đến màn hình dọc đúng không? Nếu như nó là thế này thì nó sẽ ngược đúng không? Khi chúng ta di chuột ấy, di từ trái sang phải nhé, đó thì nó sẽ sang luôn cái thằng bên kia, nó thuận chiều từ trái sang phải và ngược lại thì phải sang trái. Thì anh em cứ căn cứ vào cái hình này này để biết cái nào đặt trái sang phải để anh em fix lại cho đúng với cả cái mô hình. Anh em đặt cái nào đặt bên phải cái nào bên trái thì anh em đặt fix cái này, sau đó sau khi mà xong thì anh em bấm apply thì nó sẽ được như vậy thôi. Đối với một số chương trình khác ví dụ như là Excel này, Word này thì mặc định
nó sẽ mở được hai cái chương trình, hai cái file khác nhau ở trong hai cái màn hình. Ví dụ tôi mở một file mới như này, tôi kéo sang. Đó anh em thấy không? Bây giờ là chúng ta ở đây một file mới hoàn toàn rồi đúng không? Bên này thì là một cái file cũng mới, là cái file cũ chúng ta đây đúng không? Hai cái file này nó hoàn toàn khác nhau. Đó. Thế thì còn cái AutoCAD chúng ta có làm được điều này không? AutoCAD chúng ta tôi sẽ làm cho anh em xem nhé. Bây giờ tôi sẽ mở một cái file đi. Một này. Bây giờ tôi mở file bên này là mặt bằng này. Ở đây có hai file, một cái phần bằng, một cái là chi tiết. Đó thì bây giờ nó đang ở cái bên này rồi. Tôi kéo sang bên này đi cho nó cho anh em xem này. Nhiều khi thỉnh thoảng anh em kéo cái này nó rất là củ chuối. Đó, anh kéo sang. Thì bây giờ cái mặt bằng này nó đang ở bên cái bên trái đúng không? Bây giờ tôi mở một cái nữa. Đó, hai cái nó vào một cái ở bên trái như này. Bây giờ chúng ta muốn kéo sang thì như tôi đã làm lúc đầu video ấy, kéo sang như này thì nó không được đâu, nó sang cả hai luôn. Đó thì cách tôi làm để mà có thể mở được cái thằng này sang bên này là như này. Anh em tắt đi nhé. Anh em để nó mở cũng được, tuy nhiên thì nếu để mở đấy thì sang bên này nó chỉ là chỉ đọc thôi, không lưu vào được. Anh em bấm vào đây nhé, anh em dùng chuột nhá, dùng chuột này, sau đó là anh em gõ vào AutoCAD. Đó, bước này anh em chú ý nhé, chuột phải này, sau đó anh em chọn run as administrator nhé, để mở nó với cái tài khoản admin. Thông thường thì chúng ta sẽ, anh em thấy là nó sẽ chạy bên màn hình trái cơ. Thông thường thì chúng ta sẽ có một cái user khác với cả cái user admin, thì tất cả cái phần mềm nó chạy mặc định là ở cái user đó chứ không chạy trên user admin. Chúng ta mở như này là mở thêm một user khác, tức là chúng ta dùng hai user để mở cái phần mềm AutoCAD này trong một cái phiên bản AutoCAD và một cái case thì nó sẽ làm việc được. Anh em bấm vào chỗ này nhá để open, hoặc là Control, chứ anh em không bật, không mở, bấm trực tiếp trên cái icon ở trong cái Windows được nhá. Anh em bấm như này là nó không mở được đâu. Nếu như anh em mà bấm vào đây nha, nó sẽ lại vào cái bên trái đấy. Anh em phải Control hoặc là anh em bấm vào đây này. Đó, thì anh em chọn chi tiết phòng này, open này, thì nó mới lên. Đó, anh em thấy không? Chúng ta có một cái chi tiết đúng không? Chi tiết phòng ở bên trái rồi, bên phải rồi. Và một cái bên này là mặt bằng. Anh em có thể mở file bất kỳ. Thế thì bây giờ anh em cũng có thể là lưu thoải mái nhé. Tôi vẽ một đường line, sau đó lưu vào. Save này. Ta đi này. Bây giờ nó vẫn lưu bình thường, anh em mở lại bên này. Đây, mở lại bên này. Đó, nó bị cái chéo rồi đúng không? Tức là anh em làm mở hai user nó vẫn lưu bình thường nhé. Anh em lưu thoải mái chứ không phải là nó chỉ đọc đâu. Thế thì máy tính của em nào mà chỉ có một user duy nhất là admin thôi thì anh em làm thêm một cái user mới nữa để cài, để mở được hai cái file như này. Thì cách tạo một user mới thì anh em có thể tìm kiếm và tự học cái tạo user mới đó nhé. Ok, thì video đến đây là hết rồi. Nếu như anh em thấy video này hữu ích thì hãy nhớ like, sub share, chia sẻ cho anh em đồng nghiệp khác biết để giúp cho công việc chúng ta nó cải thiện tốt hơn nhé.